Đây là trong chợ Bình Điền. Khu vực này là khu vực bán rau củ quả nè cô chú. Củ kiệu rồi. Có chiếc xe rửa chợ. Giờ đang chia thêm một cái khu chợ. Chia thêm khu chợ đó. Thôi tí nữa đi ra là hết. Đồ khô giờ này nó chưa bán đâu. Nó mới dọn thôi. Mấy đủ. Không mua số lượng nhiều lắm. Người ta bán cua cá ghẹ nè cô chú anh chị. Đúng không? Đó là
Đấy, nhưng mà nó đang dọn thôi. Chợ Bình Điền lớn. Ở đây là khu hải sản cao cấp. Thì xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh Năm Chị Em Xa Xứ nha. Thủy kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Thủy tới chợ Bình Điền rồi cô chú anh chị. Đây là Thủy đang đứng trước cửa hàng bánh mì chợ Bình Điền nè cô chú anh chị. Khi nào Thủy đi vào mua khô mua đồ thì Thủy sẽ quay cho cô chú anh chị coi nha. Thủy mua mắm đồ này nọ để bố Thủy đem một ít về phải bắt á. Thủy tới chỗ Thủy xin quay cho cô chú chị xem, giờ đang ở ngoài ngoài chợ nhưng mà Thủy cũng chưa có vô cái khu vực bán khô nên là Thủy đứng đây Thủy chào cô chú anh chị. Nãy giờ cô chú anh chị Thủy quay từ đầu đường đi vào chợ cho cô chú anh chị xem. Giờ Thủy với lại anh Mãi với bố đi xuống mua hải sản về nhà ăn ha cô chú anh chị ha. Mua cái gì hay Thủy sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Đây là sò nè, nghêu nè cô chú anh chị, sò huyết, ốc nhồi nữa cô chú anh chị, đây ghẹ luôn. Ở dưới chợ Bình Điền bán rêu lớn ha, bán đầy đủ luôn cô chú anh chị. Ở chợ Bình Điền người ta bán xô luôn cô chú anh chị, còn cái nhiêu thì ta ra ta xổ cho mấy người dân mua. Ngon quá à, cô chú anh chị. Đây. Cá này là cá tai tượng nè cô chú anh chị. Cá chép nè. Còn sống luôn á. Ngon quá à, cô chú anh chị ha. Cá lò, cá rô nè cô chú anh chị, cá rô lớn ghê, cá chê nè cô chú anh chị ơi, nó màu vàng luôn, ở trong có lươn nữa, ngon quá à. Cô chú anh chị bán đồ quá trời luôn. Bán hồi đêm tới giờ là nó cô chú anh chị, còn vớt lại thì ra bán lẻ cho người dân. Đây cá người nhỏ nè, quá trời cá luôn, đủ thứ loài cá. Cá này cá sòng nè cô chú anh chị, cá bổng. Cá quá trời, nghêu sò, cá lóc lớn luôn. Đây bỏ bảng giá luôn cô chú anh chị. Bạch tuộc mà. Cá bạc má luôn nữa. Quá trời ngon.
Ồ, cá vịt tuột lớn luôn rồi cô chú anh chị ạ. À. Ở quê thị gọi cá này cá nhái nè. Ồ, thịt cá thét lát rồi nè cô chú anh chị. Cua. Cua Cà Mau. Người ta bỏ bán giá luôn. Ồ, cá bớp nè cô chú anh chị. Cá bớp tươi, cá thu. Ồ, lươn luôn nè cô chú anh chị. Ngon quá ha. Mực này, ốc hương này, ốc hương nè, coi chừng nó chết. Xin nên có bạch tuộc nữa nè anh, bạch tuộc nhỏ nè anh, nói vậy chứ ở trên kia người ta muối nhiều lắm. Ồ, có tôm càng xanh màu tối thì ăn đó. Cái rau bạch tuộc bự luôn cô chú anh chị, ngon ha. Dạ. Ở quê thị gọi con cá này cá nhái nè. Con chị bán khăn giấy. Cá quá trời cá. Ngon ha. Cá này cá đối. 35.000 chị. Cá dưa hồng. Cá 35 luôn. Anh Mãi với lại bố đang đứng giờ coi. Tôm đó tôm gì vậy? Bố đang em đâu biết anh. Bao nhiêu? Mấy chục thì kệ em mua về ăn, có bố ăn. Có tôm nhỏ cá. Anh Mãi định mua tôm càng xanh nó về cho bố cô chú anh chị. Tôm sống luôn. Ngon quá ha. Tôm ngon luôn. Cá này là cá gì à? Cá này là cá nát. Cá trà, cá hú. À. Ồ. Có chiếc xe. Có chiếc xe chở đá nữa là cô chú anh chị. Chở đá để muối cá. Con ốc này bữa dưới em cũng ăn. Đầu mực. Đầu mực đó cô chú anh chị. Ồ, cái đầu mực nhỏ nhỏ dễ thương ha. Đầu mực. Mực mà cô chú anh chị. Con cá lóc. Ớt. Bố Thủy sợ mắc xi, bố Thủy lên kia trong xi rồi cô chú anh chị.
cua gì vậy? Video cũng dài rồi chú anh chị, chắc Thủy xin dừng video tại đây nha. Trước khi dừng video, Thủy xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ. Cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký cho Thủy với nha, nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại ông bà cô chú clip sau. Bye bye.